Quãng đường con suối này rất là hiểm trở. Anh kia thì đang vướng trên bụi cây chưa có thể dễ dàng mà leo xuống được. Bám chặt nha. Cái vách núi anh thấy cây cối rất là rậm rạp, sự sống rất là mãnh liệt, bao trùm hết cả một cái khối đá như thế này. Mỗi rớt có vài viên đá xuống thôi mà cái dòng nước đã đổi màu hơn một chút, chút nữa nó mới trong lại. Dòng nước chảy rất là đẹp. Người hướng dẫn chương trình là người bản địa ở đây, rất là gốc của anh ta, và anh ta đang trong một cái giọng ca rất là truyền cảm, một bài hát giai điệu nhân gian. Hả? À? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa cái này lũng hả? Tưởng nó bằng chứ. Ôi, đây là một cái củ cây, không biết là cái củ gì. Ở trên cũng có một củ nữa kìa. Ê, chút nữa đào củ này đi. Ừ, không chừng nó là không chừng nó là cây thuốc á. Đúng rồi. Về kiểm tra lại, nó có sợi dây của nó kìa. Đó. Củ này là củ công nè. Hả? Củ công. Là cái gì? Ổng cu. Cái con này sao sâu dữ vậy? Đấy. Cái này trời. Tưởng nó càng dây ngờ nó sâu quá. Bay mắt cá luôn. Đường đi cũng khá là hiểm trở. Chỗ này sâu không? Không, cạn mà. Cạn lắm. Bán dây cho nó tươi ra. Bán dây là cho nó tươi á. Thì nó bán dây bùng. Nước nước nhẹ nhàng. Ô, đẹp vậy. Ô, cái này tụt xuống luôn, lượt luôn á đúng không? Không, còn xuống được. Sao nó phẳng vậy nè? Đó thì ông hỏi đi về luôn. Đẹp quá. Chụp cho tôi một tấm đây đúng không? Đây, đó. Nó để thấy được cái để thấy được cái dòng nước đó. Ai đó rồi em cũng dân ca ngày ta mến thương. Cười tươi nha, rồi. Và anh ấy đã bỏ áo ra. Chắc có lẽ là cái làn hơi nước nó tỏa lên rất là mát rượi cho nên khiến cho bây giờ ngước điện thoại đó. Ở dưới là mình xuống ngõ nào ta? Đi nữa là xuống cái thác lớn là cây cái gỗ đổ xuống luôn. Đây có bụi địa lan kìa phải không? Ngay vách đó. Không có đâu, phải đâu thôi. À. Có đâu mà địa với là nghe. Đâu nguồn thác này cạn vậy? Thì mới chắc nó trôi luôn á ha. Ôi cái này nó đi xuống thác dưới luôn hả? Nó đi xuống thẳng cái dòng suối lúc nãy anh em chờ nghe anh Tấn. Chờ nghe cho đó. Ờ đó. Đó bám chưa chờ. Dòng suối trời rất là đẹp. Đó thấy được cái dòng suối này đặt dưới. À cái gì? Đừng á, tôi đi dòng suối này rồi nha, đừng có mơ mà đi nha, không có đâu. Không có hả? Không có đâu. Cái suối này giống cái suối ở Đại Tẻ, có con cái y chang luôn, đúng không? Anh nhớ không? Chạy cũng có đá đúng không? Đúng rồi. Đẹp quá.